Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Thì hiện tại là gia đình nhỏ tụi em đã có mặt ở tại thành phố Sóc Trăng rồi quý cô chú anh chị mình ơi. Chỗ gia đình nhỏ tụi em đang đứng là trên đường Hùng Vương, phía trước này là dòng xây ba cô gái của tỉnh Sóc Trăng mình nè quý cô chú anh chị. Thì ở đây người ta có để một cái bảng chỉ dẫn nè, từ đây mà mình đi vô thành phố Sóc Trăng là khoảng 1 km nữa, mà mình rẽ bên mé tay trái là đi về Đại Ngãi 19 km nữa, còn ngược lại thì mình sẽ đi về hướng Cần Thơ là 60 km. Thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình cùng đồng hành với gia đình nhỏ tụi em sẽ đi thăm thành phố Sóc Trăng xem có gì thay đổi không nghe cô bác anh chị. Bây giờ mình đi thôi nào, let's go. Tới phía trước đó, ngay cái dòng xây đó thì sẽ là chia ra 3 đường của cô bác anh chị. Nhưng mà cái con đường ngay chính giữa là con đường đó là cấm đi vào, nó chỉ ra đi ra thôi, đường một chiều của cô bác anh chị. Còn cái tiếng đường bên kia thì là nó đi vào đi ra cũng được. Bên đây thì thấy có một cái chợ nè, chợ Bông Sen. Wow, chợ đẹp quá hả xã. Bông Sen, có cái biểu tượng Bông Sen ở dưới đó. Dòng xây ba cô gái xây lớn quá trời lớn luôn. Được đi thẳng chứ không có cho đi ngược lại. Vô đường này hình như là con đường tên khác rồi. Đây là đường Ngô Gia Tự nha cô bác anh chị. Lâu lắm rồi gia đình nhỏ tụi em mới quay lại thành phố Sóc Trăng này đó cô bác anh chị, từ khi mà cái cơn đại dịch mà bùng phát tới bây giờ ha, mới có dịp mà đặt chân lại thành phố Sóc Trăng. Bell luôn á.
Em thấy cái mật độ dân số ở Sóc Trăng này á cô bác anh chị đông hơn ở Vĩnh Long của em nha. Thấy buổi chiều bà con đồ ra đường thấy đông quá nè, đông vui tấp nập luôn. Ở Sóc Trăng này thì đợt trước tụi em đi thì dạng như là chưa có tìm ra được những cái quán ăn mà dạng như cơm thầm của bác anh chị mình ơi. Ở đây thì không biết là cô bác anh chị mình ở Sóc Trăng á thì không biết có ăn cơm thầm không á, còn có ăn thì quán xá rồi không biết nó nằm ở đâu á. Đó, nãy giờ quên nữa, nãy giờ tụi em qua cái cầu này là qua cái đường Xô Vít Nghệ Tịnh của bên đây là phường 1 thành phố Sóc Trăng nha cô bác anh chị. Đường này chỉ đúng là đường một chiều thôi, đường đi hẳn thôi chứ không có đi ngược lại. Cô bác anh chị mình đến Sóc Trăng là phải nhất định là phải đi qua ngang cái con đường này rồi.
viên cũng khá là lớn nè. Quảng trường Bạch Đằng. Ở đây người ta có trang trí những cái đồ cho cô bác anh chị mình buổi chiều hay là sáng gì đó rồi đó. Ra đây mình tập thể dục thể thao. Công viên sở thú ha, quá trời những cái con thú luôn. Xin lỗi nha con. Đó thì có thấy mấy con thu câu cổ kìa, có hổ rồi nữa, rồi bên đây có ngựa, có voi. Còn bên đây thì là có một cái dòng xây này là quả đi cầu của bác anh chị ơi, tượng trưng cho trái đất của mình đây nè. Trang trí sơn phết rồi lại ha. Wow. Cái đường này thấy người ta có trang trí đèn rồi đó nè ha, là giống như lá lúa vậy đó. Sớm cho nên là người ta chỉ có mở đèn, không biết nói ở đây người ta có mở đèn không. Rồi mình đi quay sớm sớm cho nó chắc ăn cô bác anh chị ơi. Giống như cái thành phố ngã bảy là hay như là hua. Lại thấy buổi sáng thấy đèn vô đẹp quá, ai ngờ tối không có lên, không có đốt gì trơn á. Nói ôi à, nó cũng hơi hiu hiu. Thank you.
đang đi có tên là con đường Lê Dũng nha cô bác anh chị. Ở bên đây á, là thuộc khóm 7 của phường 3 thành phố Sóc Trăng. Ngô vậy cô bác anh chị mình.
ra cũng đông nữa. Ồ, cái chỗ này thấy người ta thiết kế đẹp quá. Chính là cô bác anh chị ơi. Bên đây là khu người ta xây nhà rồi ở đẹp đẹp không nè. Khu đại gia rồi. Ở đây người ta mua đất xong người ta thiết kế kiểu của người ta. Không ai giống ai hết trơn. Không, cây xanh bao phủ xung quanh luôn, mát mẻ luôn. Thank you.
hồ này á, thì là cái con kênh ở đâu mình không được đây bóc lên cái hồ nó hơi khói quá anh, khói quá. Ừ cửa vô là cô bác chạy, bà con thì ra đứng ở ngoài trước đông. Trời ơi, đi tới phía trước này thì lại đụng một cái cây dọc xây nữa, dọc xây thấy khá là to. Sóc Trăng này người ta trang trí thiết kế bố trí như thế này nhiều quá trời luôn ha. Rồi cho bà con mình ra tập thể dục thể thao rất là nhiều luôn á. Nãy giờ em đi một cái tuyến đường này thôi là đã thấy ba bốn chỗ rồi. Phía trước này lại tiếp tục có một cái bảng chỉ dẫn nè ha, đi thẳng luôn á thì là về khu dân cư 5A, còn mà quẹo xéo xéo bên máy tay trái á là đi về Long Phú là 17 km, về Sóc Trăng lại, thành phố Sóc Trăng lại thì là 2 km. Đang đi á là đường có tên là Mạc Đỉnh Chi, ở đây á là thuộc phường 4 của thành phố Sóc Trăng. Nãy giờ là mình đi qua cũng mấy cái phường luôn rồi đó cô bác anh chị, từ cái phường 1, phường 2, phường 3 tới phường 9 và lại qua phường 4. Sóc Trăng này cũng rất là nhiều phường ha. Phường 5 á thì là đứng bên kia kìa, đứng tên là chùa mà có tượng Phật nằm lớn nhất ở Việt Nam mình á, mình đó là phường 5. Có dính vô rồi nó không? Ồ, nó đang bút ghê nè. Chuẩn bị cái gì à? Viên lớn quá đây nè. Bye.
đó xong cái cột ở dưới đây là còn xi măng nè, còn nhà nó mới xây à. Ồ, cái quán gì mà đông thế? À, nhà hàng tiệc cưới. Quá trời luôn. Đây đám tiệc gì á. Nếu bên nhà hàng tiệc cưới thì có khu vui chơi trẻ em, nhưng mà tụi em thấy đóng cửa. Cái con đường này chạy nãy giờ thấy cũng mấy cái nhà hàng đó. Dạy bên kia thì mấy cái nhà hàng nãy thấy là nó bị đóng cửa cho nên không có giới thiệu đâu. Tới khu vực này là phường chính lại rồi nè, vậy là phường chính nó sẽ tiếp giáp với phường tư á. Một bên là phường chính, một bên là phường tư. Bên phải của em á là phường tư, còn bên trái của em á là phường chính. Tại vì ở trên địa chỉ nhà người ta để như thế đó. Chi luôn. Kế bên là trường Lê Quý Đôn. Nhiều bán đồ ăn nhiều nè, hủ tiếu mì bánh bánh thôi kìa. Tiếu này bán nhiều bà con ăn đông đó vậy, cơm sườn luôn, bán từ 7 giờ tối cho đến 21 giờ. Trời ơi vậy hả, bán dữ vậy, rồi bán gần cả ngày luôn rồi. Trường học gì đó, trường Hoàng Diệu, gần gần cái khu này là trường học rất là nhiều ha. Có sao không con? Ồ, gì dài đây, nói chung là mấy cái quán ăn lề đường nhóc luôn, hủ tiếu bò viên, bánh mì heo quay. Đường này tới chợ Sóc Trăng không hay luôn trời. Ở đây là chợ trung tâm của thành phố Sóc Trăng nè, cô bác anh chị. Nói chung thì buổi chiều thì có bà con buôn bán, nhưng mà sẽ không đông chắc sáng đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thiết kế ha, dạng như cái bông sen mọc ở trên cầu nè, đang nở rồi. Mình sẽ lại gần xem cho nó chi tiết hơn nha. Quá trời đẹp luôn ha, bông sen màu xanh. Xa xa bên xa xa bên kia là cầu 30 tháng 4 là có là màu đỏ. Cầu bên đây là màu xanh. Ở Sóc Trăng này tới 3 cái cầu bắc ngang qua xong rồi, cô bác anh chị. Còn cái cầu kia là cái tên của người Pháp nữa. Cầu Cerro Sidi. Trước này người ta mới mở một cái đèn này, cô bác anh chị nhìn xa xa
rất là lung linh luôn nha. Chính giữa là hoa sen, còn hai bên đó thì là những cái giống như là cái hoa hoa nó đổ 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 ra. Sao là chưa có du nhập về đây kẹp
hy vọng là qua cái clip này là cô bác nào mà định mở mò sót trứng muối thì mở lẹ lẹ lên đi. Thấy ở Vĩnh Long em mở ra cái món đó ăn rất là đông khách luôn. Thì ra là em thấy ở Sóc Trăng chưa có món đó, mò sót trứng muối. Trời, mà đây thì bắt đầu tới khu vực chợ đêm lại rồi nè, cho bán quần áo rồi quá trời luôn ha. Chợ đêm thì em nghĩ là thường là những cái dịp gần Tết rồi đó, bà con đi mua sắm mới đông. Còn ngày thường thì ai có điều kiện người ta mới đi mua thôi. Chứ mà chỉ có bà con được mua được là đồ bộ 35.000 đồng. Thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại video clip mới nhất. Bye bye.